Hello, xin chào các quý anh chị, quý nhà đầu tư thì Hà Nội. Thì hôm nay Nguyễn Thành đang có mặt tại Hà Nội, Landmark 72 của Hà Nội nha các anh chị. Thì cuối tuần này em sẽ giới thiệu cho các quý nhà đầu tư, quý anh chị Hà Nội các cái dự án ở Đà Nẵng và Quảng Nam rất là hot, các dự án như Vịnh An Hòa, Tam Anh Nam, Dragon Smart City tới các quý khách hàng đầu tư tại Hà Nội. Thì hôm nay em ra video này ấy, thì muốn gửi tới các anh chị Hà Nội ấy, cơ hội đầu tư. Thì hôm nay mình đang ở Landmark Hà Nội, thì anh chị nào ở Hà Nội mà muốn cần tìm thông tin đầu tư tại Đà Nẵng, Quảng Nam ấy, thì cuối tuần này em sẽ mở tổ chức sự kiện tại 89 đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm. Thì anh chị nào mà quan tâm ấy, cuối tuần này vào Chủ nhật lúc 8 giờ thì Nguyễn Thanh có sự kiện tại đó, sẽ giới thiệu ra mắt các dự án rất là hot tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Thì anh chị nào mà muốn quan tâm đầu tư thì có thể liên hệ cho em, số điện thoại là 0911720390. Em là Nguyễn Thanh, em sẽ hỗ trợ và gửi các thư mời để cho khách hàng trong cái kênh của em Nguyễn Thanh này. Thì em cảm ơn các anh chị ở Hà Nội mà muốn đầu tư thì cứ liên hệ cho em. Thì Nguyễn Thanh xin chào các anh chị, chào tạm biệt các anh chị.